hello xin chào tất cả anh chị à, chào mừng anh chị đến với video của trường trường à, làm cái video này tại vì là có nhiều anh chị tân đại lý của ai ấy, khi anh chị gia nhập với công ty thì chúng ta lại không có điều kiện để chúng ta tới các khóa học offline của công ty để học các sản phẩm của công ty dạy à, thật ra tới khóa học offline thì chúng ta sẽ hiểu sâu về sản phẩm tuy nhiên vì điều kiện công việc chúng ta không tới được thì liệu có cách nào khác để chúng ta có thể là học các sản phẩm online của công ty hay không và chúng ta có đủ thời gian để có thể kịp là ký hợp đồng 48 giờ khi chúng ta mới ra trường hay không thì câu trả lời là hoàn toàn có và chương đã hướng dẫn cho rất nhiều đại lý có thể làm được việc này chính vì vậy mà chương quay thêm clip này để giới thiệu cho để, đi gửi tới tất cả anh chị không có điều kiện được hướng dẫn chúng ta cũng có cách để chúng ta làm được thì anh chị lưu ý là thông thường ở sài gòn mà chương thấy là không, không biết là tính đến sao nhưng sài gòn là thứ sáu là chúng ta thi và đến thứ năm tuần sau là chúng ta sẽ được nhận tin nhắn của công ty là chúc mừng bạn đã trở thành được kích hoạt đại, tài khoản đại lý và chúng ta có một cái đường link trong tin nhắn đó là đường link kết nối ai À, họ nói là vui lòng click vào đường link này để kích hoạt tài khoản thì cái thao tác chúng ta, chúng ta sẽ click vào cái đường link trên tin nhắn đó và nó ra một cái cái trang web kết nối của công ty AI như thế này đó, khi click vào đường link đó thì nó ra một trang như thế này anh chị thấy trên màn hình thì ở chỗ này chúng ta chưa có tài khoản gì của cái hệ thống này hết chúng ta cần phải cần phải gọi là tạo một cái tài khoản hay là kích hoạt cái tài khoản của chúng ta bằng cách chúng ta nhấn vào chữ đăng ký ha nhấp vào chữ đăng ký thì nó dẫn chúng ta tới một cái trang là điều kiện điều khoản sử dụng của cái trang này. Tất cả các hệ thống nó đều có cái này hết cho em chị ha. Thì chúng ta nhấp vào chúng ta đọc kéo từ trên xuống dưới đọc hết các điều kiện các quy định an toàn riêng tư vân vân. Đọc xong rồi chúng ta thấy ok, chúng ta click vào đồng ý tôi đã đọc chấp nhận tôi đã đọc kỹ và chấp nhận điều khoản. Thì nó dẫn chúng ta tới một cái trang để chúng ta đăng ký thông tin với cái hệ thống này. À, cái đầu tiên chúng ta cần nhập vào mã là mã số đại lý của chúng ta đây là mã số mà anh chị đã được cấp ở trên lớp học itc một rồi nếu chúng ta quên thì có thể nhắn tới tới trưởng nhóm mình để họ cấp lại cho chúng ta cái mã này rồi thông tin thứ hai là số chứng minh nhân dân mà chúng ta đăng ký với công ty của chúng ta à, thứ ba là chúng ta nhập vào ngày tháng năm sinh của mình dd à, minh minh dê, dê ha rồi mật khẩu, mật khẩu là cái mật khẩu chúng ta tự tạo ra anh chị. Chúng ta tự tạo một mật khẩu mới cho mình. Nhớ là tạo cái mật khẩu này chúng ta dễ nhớ với những họ tên ngày tháng sinh của mình thì dễ nhớ lắm. Nó nó gồm tất cả là 8 ký tự và nó phải có ít nhất một chữ số trong đó. Thì sau khi chúng ta điền tất cả thông tin ở đây rồi thì chúng ta click vào chữ đăng ký chỗ này. Cái nút đăng ký nhấp vào nút đăng ký này thì nó sẽ báo chúng ta rằng vui lòng kiểm tra email của mình, tức là cái email mà anh chị đã đăng ký với công ty á, chúng ta vào email đó để chúng ta à, nhìn clip vào một cái đường link nó dẫn chúng ta tới vài thao tác khác để chúng ta hoàn thành việc kích hoặc tài khoản sau khi anh chị làm xong cái thao tác trên đường link hướng dẫn đó thì chúng ta đã có một cái tài khoản trên kết nối rất đơn giản mà nếu anh chị đã từng làm Facebook này nọ thì anh chị đã biết cách làm rồi rồi như vậy thì chúng ta trở lại sau khi chúng ta kích hoạt thành công rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trang kết nối này để chúng ta tìm hiểu nó một chút ha thì giả sử chưa có rồi nha thì chương sẽ trả lời câu hỏi là 8 cộng 1 1 cộng bằng nhau click vào 9 và tất nhiên là nhập tên đăng nhập tên nhập của anh chị là mã số đại lý nha còn của trương thì cái mã của công ty cấp riêng tại vì thì trương mã số giảng viên chứ không phải đại lý thì đây là cái trang kết nối của chúng ta ở trên trang này là đại lý sẽ có rất nhiều thông tin khác nhau thông tin về các thông tin về công ty của mình thông tin về tình hình kinh doanh thông tin các sự kiện thi đua thông tin về hợp đồng tình trạng hợp đồng của chúng ta thông tin về nếu mình có đội nhóm của mình thì có thể biết được à, thông tin thông tin về À, thu nhập của chúng ta về khoản thưởng của chúng ta thì ở trên này chúng ta sẽ uh, thấy hết tuy nhiên là trên cái trang của chương thì chưa không thấy được có một cái thông tin nữa là gì ở chỗ này chúng ta có thể tải được cái phần mềm ibos trên ipad về để chúng ta ký hợp đồng online cái này chỉ dành một clip khác để hướng dẫn cho anh chị rồi chúng ta trở lại vấn đề của chúng ta là chúng ta học online các khóa học của công ty như thế nào thì chúng ta không học trên đây nhưng chúng ta dùng tài khoản đăng nhập bên đây để chúng ta vào một trang web khác gọi là iCompass công ty trang Icampus của công ty à cái trang này những cái đường link này chưa sẽ gửi ở phía dưới video ha, anh chị ha anh chị cứ click phía dưới để như thấy à rồi à, nó sẽ chúng ta dùng tài khoản kết nối ở bên kia để đăng nhập vào cái icombers này đây là cái trang học online của công ty a một bộ phận huấn luyện online họ làm những cái chương trình này để cho anh chị đại lý từ xa có thể học được các chương trình của công ty mà không nhất thiết phải tới công ty đó rồi À, các khóa học của chúng ta quan tâm thì chúng ta vào chúng ta học đặc biệt những đại lý mới chúng ta cần học sản phẩm an phúc trong đội ưu việt à, sống khỏe hơn 100 đó là hai sản phẩm chính mà công ty bán rất là chạy trong thời gian qua và bắt buộc chúng ta cần phải học các sản phẩm này để chúng ta mới có sản phẩm để bán rồi để học nói thì đơn giản lắm chúng ta đi vào tab sản phẩm ai việt nam chúng ta click vào đây sẽ dẫn chúng ta tới những cái sản phẩm ở trên này trang của chương thấy rất nhiều sản phẩm nha tại vì chương là trang của giảng viên còn trang của anh chị sẽ thấy một vài sản phẩm thôi và ở đó trong đó chắc chắn nó sẽ có sản phẩm là An Phúc Trọng Đội Ưu việt cho chúng ta Đây, anh chị thấy có hình những tòa nhà không ạ à? Rồi mã của nó là UL31811 Sản Phẩm An Phúc Trọng Đội Ưu việt Chúng ta click vào đây Thì sẽ dẫn chúng ta tới một cái trang học tập Đây là cái trang học tập nó sẽ có tất cả là hai bài học và một bài kiểm tra Để học được chúng ta chỉ cần click vào chữ bài số 1 Đây chúng ta click vào Thì nó dẫn chúng ta tới một cái trang học tập Để chúng ta theo dõi chúng ta dùng tay phone Chúng ta nghe và dùng bộ uh, sổ bút ghi chú lại các nội dung. Chúng ta nghe từ đầu uh, từ trái xuống dưới là nghe hết tất cả các chương trình ở trong đây. Sau khi nghe khi xong nói, rồi thì anh chị anh sẽ chị click học vào là đóng. À thì nghe hết tất cả thì nó sẽ báo cho chúng ta là chúng ta đã hoàn thành cái bài số 1. Nhưng mà ở chỗ này nó chưa hoàn thành tại vì chưa chưa có học. Đó. À, anh chị học xong nó sẽ là biến thành chúng ta đã hoàn thành. Sau đó chúng ta qua bài số 2 tương tự như bài số 1 chúng ta học hết bài số 2 và chúng ta À, đóng lại ha chúng ta click vào học này rồi học hết tất cả là chúng ta đóng lại sau đó chúng ta đi vào phần kiểm tra phần kiểm tra của công ty thì chúng ta click vào nó sẽ dẫn chúng ta tới bài kiểm tra trong đây nó sẽ có tất cả là 20 câu hỏi trước nghiệm trách nghiệm nội dung kiểm tra này nó cũng giống nội dung kiểm tra ở trên lớp thôi à chúng ta click vào làm bài đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn đáp án mỗi đáp án có một cái chúng ta nhấn gửi sau khi làm xong rồi chúng ta gửi hết thì hệ thống sẽ báo điểm cho chúng ta hệ thống sẽ báo điểm cho chúng ta nếu chúng ta đậu thì nó, nó báo là đạt còn không đạt thì không đậu thì chúng ta sẽ làm lại anh chị mình làm lại cho đến khi nào đạt thôi sau khi mình đã làm xong rồi thì hệ thống sẽ báo chúng ta là đã hoàn thành và sẽ được cập nhật cho anh chị thông thường là trong vòng 24 giờ chúng ta sẽ được cập nhật cái quyền được bán sản phẩm an phúc trong đội việc này để chắc chắn chúng ta đã học theo hay chưa chúng ta vào cái, cái, biểu tượng con người này chúng ta vào tài khoản của mình rồi chúng ta click vào cái chỗ là anh chị một tiếng nó quay ha Rồi chúng ta click vào một cái chỗ là khóa học đã hoàn thành. Đây, những khóa học đã hoàn thành ở đây. Thì như vậy thì anh chị sẽ uh, biết là mình đã hoàn thành khóa học nào. Và anh chị nhớ nha, mình nhớ cập nhật thông tin này cho trưởng nhóm. Trưởng nhóm sẽ cập nhật lại cho giảng viên khu vực để họ báo lên hệ thống của công ty kịp thời cập nhật cho anh chị sớm để anh chị có thể bán 48 giờ được. Đó. Lưu ý là chúng ta nhớ hoàn thành cái bài học này trước 5 giờ chiều của ngày hôm mà chúng ta nhận code đó, nhận nhận API á. Thì như vậy thì có thể là buổi tối hôm đó chúng ta đã có thể bán được cái sản phẩm này rồi. Còn nếu có sau 5 giờ chiều thì rất có thể là chúng ta phải chờ sang ngày hôm sau chúng ta mới được bán sản phẩm này. Tất nhiên là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa giảng viên và quản lý của anh chị để làm sao anh chị có thể bán được nhanh nhất có thể. Rồi, à, tương tự như vậy chúng ta có thể học cho các khóa học khác từ các khóa học về à, an ăn phúc đường ưu việt cho tới sản phẩm sức khỏe hơn 100 cho tới các chương trình gói sản phẩm PP123, các chương trình SP345 thì à, hoàn toàn có thể là À, học ở trên đây thì anh chị hãy tìm những khóa học chúng ta thích và chúng ta hãy học tất cả mọi thứ gì đó đó là các hệ thống công ty hỗ trợ để cho anh chị từ xa có thể học được các sản phẩm công ty à, chưa gửi thông tin này tới tất anh, tất cả anh chị đại lý cũng như anh chị các quản lý có thể gửi thông tin này cho những tân đại lý mới của mình để họ có thể có cách đăng nhập à, cảm ơn chị đã lắng nghe và chúc cho con đường sự nghiệp của anh chị với công ty ai trở nên thành công tốt đẹp hơn xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị